Trời đất ơi, dám đi ôm nữ sinh ở giữa sân trường, thầy làm cái gì mà thầy làm được à? Hả? Thầy, bình tĩnh nghe em giải thích. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi thầy ạ. Tôi không muốn nghe. Tôi nhắc lại với thầy, tôi không muốn nghe. Trước mắt viết bản tường trình cho tôi, để tôi có mức độ kỷ luật đối với thầy như thế nào. Hả? Em kia, đứng lại, cho thầy hỏi chút chuyện. Đứng lại. Thôi thầy đứng xa em ra chút đi, em sợ lắm, em không nghe thầy đó. Đi theo thầy lên phòng hiệu trưởng, làm cho ra lẽ. Cái gì vậy? Mấy đứa, ngừng lại đi. Nghe thầy nói không? Trời, thầy, em không ngờ là có ngày thầy nổi tiếng vậy luôn á. Đi theo thầy. Thả em ra. Em la làng cho cả cái trường này biết bây giờ. Được, em la lên đi. Rồi thầy với em sẽ hot nhất trường đó. Là do thầy tự chuốc lấy thôi. Em chỉ học cách của thầy thôi mà. Đi theo thầy. Thầy, thầy thả em ra. Đi theo thầy. Em la lên cho cả cái trường này biết bây giờ nè. Không, thầy đâu dám muốn gì đâu. Thầy chỉ muốn nói là trong căn phòng này á có ma, và càng về đêm á nó sẽ càng tối và càng có nhiều ma. Thầy không thả tôi biết ma tôi đó. Em muốn ra khỏi đây phải không? Em khai ra đi. Em là người bày ra mấy cái chuyện đó phải không? Được. Vốn dĩ á là trong căn phòng này á có hồn ma. Ai mà ngồi đây mà nói dối á thì hồn ma sẽ xuất hiện. Và sao? Em có chịu khai ra em là người bày ra mấy cái trò đó không? Người chủ mưu cái việc mà kêu bạn nữ ngã vô thầy, chụp hình và tung tin không? Em khai đi. Chưa. Tôi làm đó. Thầy vừa làm thầy chưa? Quên. Em ổn không? Em sao vậy? Quên. Thầy giỡn thôi mà. Ở đây không có ma, thầy giỡn thôi. Quên, thầy xin lỗi. Quên. Em bình tĩnh đi mà. Thầy xin lỗi mà. Em bình tĩnh đi. Em bình tĩnh đi nha. Thầy xin lỗi mà. Thôi Thôi sợ mẹ. Tôi sợ bóng tối. Đi, em bình tĩnh đi. Thầy dẫn em lên nha. Đi. Thầy dẫn em lên nha. Đứng lên. Quay. Dạ. Tao kêu mày dàn dựng làm sao để cho cái đám sinh viên nó đứng lên phản ứng lại với thầy chủ nhiệm. Mày làm cái kiểu gì mà riết rồi thầy chủ nhiệm ôm con gái tao làm sao? Hey. Chú bình tĩnh, chú nghe con nói đi. Cuộc sống mà đâu có ai biết được chữ ngờ đâu. Thì con đâu biết được sự việc nó bể tà le học me từ lưu học dư gì đâu trời. Chú thông cảm với con đi. Mày chú đừng có đánh con đó. Mua là quýnh con là chấn thương sọ não luôn. Chú có muốn con phục vụ chú suốt đời không hả? Mua là Lầu bầu. Tao cảnh cáo mày, lần sau mày mà tái phạm nữa, dạ, là tao tháo khớp mày ra luôn đó. Thầy hiệu trưởng, cứu em à. Cái gì? Cứu em. Ai làm cái chuyện mày? Đi. Tao bỏ cái thân tình người sống đi. Dạ đâu có cái gì đâu mà phải làm phiền anh Nguyễn xuống tới đây. Dạ anh chỉ cần cầm cái điện thoại này nè, anh alo một tiếng cái là em
Dạ không, dạ tôi, dạ tôi sẽ đồng ý hết. Dạ. Nói hết chứ? Dạ hết. Gọi đi. Dạ. Thằng này có phải là chủ nhiệm lớp của con Quanh không? Dạ đâu phải đâu, đâu có đâu trong... Dạ, đó... Tôi giao con gái của tôi cho anh. Bây giờ anh coi, anh làm ăn cái kiểu như vậy coi có được không? Dạ, dạ, đó không phải đâu, thấy hơi giống giống. Dạ, dạ, thôi, dạ thôi, dạ thôi, dạ cái này hình, hình, ghép. Dạ, 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 thề với anh. Thôi đủ rồi. Nhà nhớ nhớ định tôi tìm ra cái thằng ghép. Yeah. Anh lo mà điều tra cho rõ ràng cái vụ này cho dạ, tôi. Dạ nhất trước khi tôi sẽ cách chức anh. Dạ dạ. Anh nên nhớ, tôi là chủ tịch hội đồng quản trị của cái trường này. Dạ. Yeah. Trời ơi là trời, mấy đứa hại tôi quá trời quá đất mà trời ơi.